hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất. Đã Long Bào. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Ô Thiền Thiền trong vai Lý Phi, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ, Phó Nghệ Dĩ trong vai Lưu Hậu, Long Long trong vai Bác Dương Gia, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Đường Văn Long trong vai Bạch Ngọc Đường, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triệu, Công Phương Minh trong vai Quách Què, Lữ Dương trong vai Bàn Dục, Tất Khách Nam trong vai Tưởng Bình và một số diễn viên khác. Đại nhân, thật không ngờ trong miếng ngọc bội này lại còn ẩn chứa nhiều điều như vậy. Triển hộ vệ đi chuyến này thuận lợi không? Hồi đại nhân, ngũ thử hãm không đảo, không hổ danh là người hiệp nghĩa. Tỷ võ so tài là chuyện không thể tránh được. Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường đã chủ động hoàn trả ngọc bội, không xảy ra chuyện gì hết. Chủ động hoàn trả? Bạch Ngọc Đường vào cung lấy cắp, mục đích là Triển Chiêu. Nếu đạt được mục đích, dĩ nhiên không làm khó nữa. Bạch Ngọc Đường kia hiện giờ đang ở đâu? Vẫn ở hãm không đảo. Triển hộ vệ tại sao không đưa hắn về đây quy an một lượt? Đại nhân, Bạch Ngọc Đường không có ác ý, vào cung lấy trộm báu vật chỉ là manh động nhất thời, vì vậy thuộc hạ không có đưa hắn về đây. Nhưng hắn đã đột nhập cung câm, kinh nhiễu thanh gia, lấy cắp ngọc bội, hành vi phách lối. Bất kể là nhất thời manh động hay không, vi phạm pháp kỷ đã là sự thật. Đại nhân, Bạch Ngọc Đường đến từ giang hồ. Người trong giang hồ thật ra không có quan niệm pháp kỷ. Công Tôn tiên sinh, dưới bầu trời này đều là dương thổ, người trên dương thổ đều là thần dân. Người trong giang hồ thì sao? Chẳng lẽ người trong giang hồ có thể xem thường dương pháp, tùy ý làm càn? Điều này... Triển hộ vệ, bổn phụ biết ngươi cũng đến từ giang hồ, nhưng mà đã đi theo bổn phụ tất là người chấp pháp. Nếu như người trong giang hồ không tuân theo dương pháp, triển hộ vệ sẽ chấp pháp như thế nào, phục người như thế nào? Đại nhân, triển hộ vệ lấy lại ngọc bội trước là có công, tha cho khâm phạm sau là có lỗi. Theo pháp luận pháp, người khó thoát tội thất trách rồi. Thuộc hạ hiểu rồi. Xưa nay đại nhân biết pháp giữ pháp, chấp pháp hộ pháp.
nhưng điều Triển Chiêu tôn sùng lại là đạo nghĩa giang hồ, là tình cảm con người. Nếu vì vậy mà phạm pháp, xin nhận tội không tròn trách nhiệm. Xin đại nhân xử phạt. Đại nhân, tuy Bạch Ngọc Đường đã xúc phạm Dương Pháp nhưng không có ác ý, chủ động hoàn trả ngọc bội chứng tỏ hắn đã có ý hối cải. Cho dù xử theo Dương Pháp cũng có tình tiết nặng nhẹ mà. Có ý hay không có ý, xin đại nhân minh xét. Tâm ý của Công Tôn tiên sinh và Triển Hộ Vệ bổn phủ cũng hiểu mà. Chỉ là Bạch Ngọc Đường đó đã phạm pháp, bổn phủ không thể ngồi yên không lo. Về chuyện xử phạt là nặng hay nhẹ, bổn phủ không thể quyết định. Hành vi của Bạch Ngọc Đường đúng là đã kinh động Thanh gia. Trong lúc hoàng thượng giận dữ đã hạ chỉ đích thân gặp hắn. Nếu như không bắt được Bạch Ngọc Đường quy án, làm sao phục mệnh với hoàng thượng đây? Một khi Bạch Ngọc Đường quy án, thanh y thế nào không phải chúng ta có thể ngờ trước được. Vụ này e rằng rất khó xử. Đại nhân, sao đại nhân không vào cung trả ngọc bội trước, sau đó xem động tĩnh của hoàng thượng rồi hãy quyết định? Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Nhưng còn có một chuyện còn quan trọng hơn chuyện này. Trước tiên phải để cho Triển Hậu Vệ hiểu rõ được nội tình, thì sau này mới có thể hiệp trợ bổn phủ tiến hành điều tra. Không lẽ trong lúc thuộc hạ tới hãm không đảo còn có vụ án trọng đại xảy ra? Không sai. Hơn nữa vụ này nhất định là Triển Hậu Vệ sẽ không bao giờ ngờ được. Công Tôn tiên sinh, đại nhân, tường thuật rõ đầu đuôi câu chuyện của lão phu nhân cho Triển Hậu Vệ được biết. Dạ. Bổn phủ phải đến thư phòng, xin lão phu nhân nghiệm chứng miếng ngọc bội này. Đây rồi, đây rồi. Không sai đâu. 20 năm rồi, Ai Gia nằm mơ cũng không ngờ miếng ngọc bội này còn xuất hiện trước mặt mình. Đôi mắt nương nương không nhìn thấy, làm sao có thể khẳng định? Từ khi Ai Gia bị đày vào lãnh cung, ngày đêm mong đợi tiên hoàng đến thăm Ai Gia, nghe Ai Gia tâm sự. Nhưng mà tiên hoàng chưa bao giờ xuất hiện. Lãnh cung cô quạnh, miếng ngọc bội này đã trở thành nơi gửi gắm duy nhất. Cho nên suốt ngày đêm cứ cầm trên tay, thật ra không cần nhìn cũng có thể nhận ra. Năm xưa nương nương sao lại nỡ đem ngọc bội này tặng cho hoàng thượng khi mới được phong làm thái tử? Một là Ai Gia đối với mong đợi ở hoàng thượng đã thành tuyệt vọng. Hai là đối với Hoàng Nhi rất thân quen. Tuy không biết Hoàng Nhi là cốt nhục thân sinh của mình, nỗi nhớ về con của mình Ai Gia đã gửi gắm lên người Hoàng Nhi. Cho nên Ai Gia mới đem miếng ngọc bội này tặng lại Hoàng Nhi. Lúc đó nương nương
chắc là không còn hận Tiên Hoài. Nếu không thì cũng không thể dùng hai chữ nhân hiếu để khích lệ hoàng thượng. Bao Khanh, làm sao Khanh biết những lời Ai Gia đã nói với Hoàng Nhi năm xưa? Hồi nương nương, từ khi hoàng thượng đăng cơ cho đến nay đã lập trí dùng hai chữ nhân hiếu trị quốc. Sau đó Bạc Dương gia cũng đã nhắc đến chuyện này với Bao Chẩn. Bác Dương gia đã biết Ai Gia còn sống trên đời sao? Không, Bác Dương gia chưa biết. Bao Chẩn nhận thấy thời cơ chưa chín muồi nên vẫn chưa bẩm báo với Dương gia. Xin nương nương đừng trách tội. Nếu Ai Gia đã giao hết chuyện này cho Bao Khanh xử lý, mọi chuyện sẽ theo thu xếp của Khanh. Chỉ là bao giờ mới là thời cơ chín muồi? Hoàng thượng đối với miếng ngọc bội nương nương ban tặng xem như là bao vật. Bao Chẩn nghĩ dùng điều này thăm dò Thanh Y có được không? Đồng thời Trần Lâm, Trần Công Công đã cao lão hồi hương, cần phải điều tra ra chỗ ở của ông ấy hiện giờ. Chỉ có đưa Trần Lâm đến đây, sau khi điều tra rõ chi tiết liên quan, cũng có thể là lúc thời cơ chín muồi. Đồng thời Bao Chẩn sẽ nghĩ ra cách để minh oan cho oan ức của nương nương. Mọi chuyện Ai Gia sẽ làm theo ý của Khanh. Tạ nương nương. Xin nương nương ban trả ngọc bội để Bao Chẩn vào cung phục chỉ. Thật không ngờ Hoàng Nhi lại trân trọng miếng ngọc bội này đến như vậy. Bao Khanh nói rất đúng, Hoàng Nhi chắc là vị hoàng đế nhân đức. Ngọc bội đã trở về, xin hoàng thượng ngự lãm. Không sai, đúng là ngọc bội này. Bao Khanh, bình thân. Ta hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng, ngọc bội đã trở về. Là Triển Hộ Vệ đem về có phải không? Dạ. Yeah. Triển Hộ Vệ đâu? Tại sao không theo Bao Khanh vào cung vậy? Hồi hoàng thượng, Triển Hộ Vệ nhận thấy có tội, hoàng thượng tuyên triệu mời giam vào cung. Triển Hộ Vệ có tội gì? Tìm lại được ngọc bội là công lớn mà, trẫm khen thưởng còn không kịp nữa đó. Bạch Ngọc Đường vào cung lấy cắp, kinh nhiễu Thanh gia, mục đích là vì Triển Hộ Vệ. Triển Hộ Vệ tự trách vì hư danh, tăng thêm phiền nhiễu cho hoàng thượng. Làm sao có thể trách Triển Hộ Vệ? Người nên truy cứu là Bạch Ngọc Đường xem thường Dương Pháp kìa. Bạch Ngọc Đường biết mình có lỗi nên đã chủ động hoàn trả ngọc bội. Chủ động hoàn trả? Dạ. Triển Hộ Vệ nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ, vì vậy không bắt Bạch Ngọc Đường về quy án. Cái gì? Sao lại như vậy chứ? Bạch Ngọc Đường vào cung lấy cấp, kinh diễu đến trẫm. Vì hắn đã chủ động hoàn trả ngọc bội nên không truy cứu. Triển Hộ Vệ không bắt hắn quy án, như vậy là sao? Triển Hộ Vệ thừa nhận có tội, tội đó là không tròn trách nhiệm. Không được. Triển Hộ Vệ nhận tội cũng được, không nhận tội cũng được. Bạch Ngọc Đường còn không biết trời cao đất rộng kia, phải bắt giữ theo luật mới được. Thần tuân chỉ. Còn về Triển Hộ Vệ thì... Hoàng thượng, Triển Hộ Vệ có công tìm ngọc bội, khẩn thỉnh hoàng thượng thứ tội không tròn trách nhiệm. Đúng vậy. Nếu Triển Hộ Vệ không đến xào huyệt của giặc, miếng ngọc bội này e rằng không bao giờ trở về rồi.
Triển Hồ Vệ có công lấy lại ngọc bội, trẫm sẽ có ban thưởng. Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn phải do Triển Chiêu phụ trách bắt về quy án, trẫm sẽ không truy cứu tội không tròn trách nhiệm của hắn ta. Hoàng thượng kiên quyết muốn Triển Hộ Vệ bắt Bạch Ngọc Đường về đây sao? Thuộc hạ không bắt hắn đâu. Nếu Hộ Vệ không bắt hắn, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua chuyện này. Vậy thì còn cách tùy ý Hoàng thượng. Triển Hộ Vệ. Đại nhân, thuộc hạ đã hứa với Lỗ Trang chủ không bắt Bạch Ngọc Đường quy án. Bổn phụ hiểu rồi. Vậy đại nhân định trả lời với hoàng thượng như thế nào? Bổn phụ chưa có đôi sách. Nhưng Triển Hầu Vệ, dù an lão phu nhân, Triển Hầu Vệ đã hiểu rồi chứ? Công tôn tiên sinh nói với thuộc hạ rồi, không ngờ trên đời này còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Không sai, đúng là khiến người ta khó tin. Việc này mới là chuyện khẩn cấp đây. Có bắt Bạch Ngọc Đường về quy án hay không đã là chuyện không cấp bách rồi. Chết rồi. Lần này phiền phức rồi nè. Nhị đệ, chuyện gì vậy? Từ từ nói đi. Lão ngủ đi mất tiêu rồi. Đi rồi? Đi đâu? Hắn để lại có bức thư, mọi người tự coi đi. Hả? Bốn vị huynh trưởng thân mến, đệ đột nhập cấm cung lấy cắp ngọc bội, thật ra là muốn đấu với Triển Chiêu. Nào ngờ Triển Chiêu là người có khí độ, để khâm phục vô cùng. Nay tuy đã hoàn trả ngọc bội, nhưng vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong. Nếu như Bạch Ngọc Đường không nhận tội quy án, Triển Chiêu không những khó giao phó, mà bao đại nhân cũng bị liên lụy. Đệ đã sai, không thể sai tiếp nữa, quyết định đến Khê Phong phủ tự thú. Người nào làm thì người đó chịu. Chuyến đi này, bất kể bao đại nhân trừng phạt thế nào, đều không liên quan đến bốn vị huynh trưởng. Đừng bận tâm đến chuyện sống chết của đệ nữa. Ngọc Đường bạch bái. Nguy rồi. Ngũ đệ đến Khai Phong phủ tự thú rồi. Ngũ đệ điên rồi sao? Nếu như bao đại nhân định tội hắn, hắn nhất định phải chết. Đúng vậy đại ca, lần này phiền phức lớn rồi đó. Đại ca, chúng ta tìm hắn trở về đi. Không, tính tình Ngũ đệ ai cũng biết rồi. Nếu hắn đã quyết định đến Khai Phong phủ tự thú, cho dù có đuổi kịp, hắn cũng không quay về đâu. Nhưng mà chúng ta đâu thể trơ mắt nhìn hắn đi nộp mạng vậy. Tam đệ à, thường ngày đệ bình tĩnh nhất, đệ nói đi, chúng ta phải làm sao? Nếu như hắn có ý muốn chết, chúng ta sẽ đi với hắn. Ê, lão Tam, để nói vậy là sao? Phải rồi Tam ca, chúng ta là huynh đệ đã khấu đầu rồi, dù sao cũng không thể không lo. Tam đệ, cách nói của đệ không ai chấp nhận được hết. Đây không phải là tác phong thường nhật. Đại ca, theo tác phong thường nhật của đệ, đệ phải làm sao đây? Có quả cùng chia, có phước cùng hưởng. Đệ chính là có ý này đó. Đúng, Tam đệ nói đúng. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngũ đệ đã phạm lỗi, tức là lỗi của năm huynh đệ chúng ta. Nếu ngũ đệ bị xử tử, chúng ta cũng sẽ chết chung.
À, được. Lão Tam, chúng ta hãy cùng đi, cùng lão Ngũ tới cái phòng phủ tự thú nha. Lão Tứ, ý đệ sao? Không phải chết, dĩ nhiên là tốt nhất. Hả? Hả? Nhưng nếu nhất định phải chết thì hãy cùng chết, tóm lại sống chết có nhau. Hôm nay trong cung bổn phụ đã điều tra ra nơi quy ẩn của Trần Lâm, Trần Công Công, Công Tôn tiên sinh, có học trò. Ngày mai mượn danh nghĩa nào đó để Trương Long Triệu Hậu xuất kinh, mang theo thư của bổn phụ, đến đó đưa ông ấy về. Muốn điều tra rõ tình hình năm xưa, phải có ông ấy. Dạ, học trò sẽ thu xếp. Đại nhân, có việc gì cần tới Triển Chiêu không? An toàn của Thái Phi nương nương vẫn phải phiền Triển Hầu Vệ phụ trách. Trong phủ nha, tuy đã canh phòng nghiêm ngặt, nhưng vẫn không thể ỷ y được. Thuộc hạ hiểu rồi. Trước khi Trần Lâm hồi kinh, bổn phủ sẽ thường xuyên đến gặp Bác Dương gia. Nếu thăm dò được ý của ông ấy, sau này cũng tiện lợi hơn nhiều. Đại nhân, chuyện bắt giữ Bạch Ngọc Đường quy án, nếu như hoàng thượng hạ chỉ hối thúc, đại nhân định sẽ đối phó thế nào? Tạm thời không lo được nữa. Chuyện nương nương vào kinh, ngay cả hoàng thượng cũng đã biết, e rằng sẽ đêm dài lâm mộng. Đêm đã khuya rồi, mẫu hậu cũng mệt rồi phải không? Thật ra ai gia không mệt, hiếm khi hoàng thượng có tâm trạng tốt, nói thêm vài câu cũng không sao. Tâm trạng của trẫm hôm nay đúng là rất tốt, mất rồi lại có, dù sao cũng khiến người ta vui mừng. Hoàng thượng mất vật gì sao? Là một miếng ngọc bội. Tài phú trên đời này đều là của hoàng thượng, một miếng ngọc bội sao lại khiến hoàng thượng xem trọng như vậy? Đây không phải là miếng ngọc bội bình thường, từ nhỏ trẫm đã mang theo bên người, e rằng ngay cả người cũng chưa nhìn thấy. Có phải Bác Hiền Dương hoặc là Địch Nương Nương tặng không? Không, là 20 năm trước một vị phi tần bị đánh vào lãnh cung tặng đó. Ai vậy? Lúc đó trẫm mới vào cung nên không biết bà ấy là ai. Từ đó về sau cũng không gặp lại bà ấy. Điều này đã trở thành câu đố mà trẫm không bao giờ giải được. Hoàng thượng, nô tài ở hậu cung lúc nào cũng hầu hạ nương nương, phi tần bị biếm vào lãnh cung 20 năm trước nô tài cũng quen biết mà. Hoàng thượng có thể đưa miếng ngọc bội đó cho ai gia xem không? Biết đâu giải được câu đố 20 năm qua. Điều này... Sao vậy? Ngay cả ai gia cũng không được xem mà. Không, đương nhiên là được. Mời mẫu hậu xem. Mẫu hậu sao vậy? Không có gì. Mới nói không mệt, tại sao bây giờ lại mệt rồi? Đúng là tuổi tác không tha cho ai. Nếu mẫu hậu đã mệt thì hãy nghỉ ngơi sớm đi. Cũng được, ai gia không giữ hoàng thượng lại nữa. Nhi thần cáo lui. Nô tài cung tiễn hoàng thượng. Nương nương, nương nương. Là ả. Hoàng thượng đã gặp ả rồi.
đường nương muốn nói là Lý Phi. Làm sao nương nương biết được? Miếng ngọc bội đó là vật yêu thích nhất của tiên hoàng, lúc nào cũng ở trên người của tiên hoàng, nhưng sau đó lại tặng cho ả. Không ngờ năm xưa hoàng thượng đã gặp ả. Nương nương, Lý Phi đó đã chết 20 mấy năm rồi, cho dù hoàng thượng đã gặp bà ấy thì có sao đâu nào. Nương nương, đừng phiền não vì điều này. Không, ngươi không hiểu đâu. Chuyện năm xưa lúc nào ta cũng không muốn nhớ lại. Nhưng mà bây giờ không biết tại sao luôn có linh cảm không hay. Nương nương à, lãnh cung này đã 20 mấy năm không mở cửa rồi. Năm xưa là ai gia hạ chỉ niêm phong, dĩ nhiên là chưa từng mở cửa. Nương nương, Trần Quả Quản ở lãnh cung năm xưa đã thiêu chết tổng quản Tần Phụng. Thi hài tuy đã được chuyển ra ngoài, nhưng mà xưa nay không có quét dọn, không có lau chùi. Nương nương người muốn vào trong đó thật sao? Nhưng ổ khóa này đã bị xét rồi, nô tài chỉ còn cách đập ra thôi. Vậy thì đập đi. Đi đi. Dạ. Các ngươi ở lại ngoài này. Dạ. Quách què. Có nô tài. Ngươi vào trong với ai già? Dạ. Năm xưa Lý Phi lúc nào cũng ở đây sao? Dạ, mấy năm ròng rã chưa từng ra ngoài một bước. Ngày tháng như vậy đúng là chết đi còn hơn. Nương nương, tiên hoàng sau khi ban cái chết cho ả, ngươi chính là ở đây nhìn thấy thi thể của ả sao? Dạ, nô tài phụng chỉ đến đây để khám nghiệm thi thể. Mời Quách tổng quản đến xem. Quách tổng quản,
Quách tổng quản nhìn kỹ rồi chứ. Hoàng thượng hạ chỉ kêu tổng quản đến đây khám nghiệm thi thể, nếu có sai sót không liên quan đến ta đâu à. Đúng rồi, mau đắp lại đi. Quách công công, Tần Phụng, ngươi đi đâu vậy? Hả? Hoàng thượng hạ chỉ kêu Lý Quý Phi Quy Thiên, ngươi là tổng quản lãnh cung, sao lại không có ở đây? Hồi công công, lãnh cung có một tiểu thái giám tình Dư Trung mắc phải bệnh nặng, thấy hắn sắp không được, ty chức đã cho người đưa hắn ra khỏi cung ngay. Nếu như chết, cũng phải để hắn chết ở ngoài cung, để tránh hậu cung bị ô uế mà. Xin công công tha tội không trọn trách nhiệm cho ty chức. Dù sao cũng phải chờ xử lý xong việc chính đáng trước mà. Được rồi, ba chúng ta đều là nô tài, đều làm việc cho chủ nhân, đừng có ai nói ai nữa. Quách công công là tổng quản hậu cung, dạy bảo cũng nên mà. Được rồi, ngươi muốn nghe dạy bảo thì đừng có trách ai hết nha. Trần công công là thủ lĩnh thái giám, là người bên cạnh hoàng thượng, dĩ nhiên không biết hậu cung khó quản lý. Nếu nhà ta không giám sát chặt chẽ nơi này, làm sao giao phó với thái hậu nương nương? Được, chuyện hậu cung của công công nhà ta sẽ không lo nữa. Tần Phụng, Lý nương nương đã quy thiên, ngày mai sẽ có người đến tắm rửa thay phục cho bãi, sau đó đưa đi an táng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ở lại đây giám sát cẩn thận, có vấn đề gì nhà ta sẽ hỏi tội ngươi đó. Dạ. Quách tổng quản, có vấn đề gì nào? Chẳng lẽ quách tổng quản còn sợ Lý nương nương đứng dậy chạy ra khỏi cung sao? Hậu cung có quy tắc của hậu cung. Trần công công không phải nói không lo rồi sao? Sao vậy? Bây giờ lại có ý kiến rồi à? Được, hậu cung ông là người quyết định, ta không quan tâm nữa. Nhà ta phải phục chỉ với hoàng thượng. Nhà ta sẽ đi phục chỉ với ông. Không ngờ đêm hôm đó lãnh cung bị bốc cháy. Dạ, nô tài đoán là nhất định Tần Phụng canh gác ngủ quên, làm ngã cây đèn cầy mới gây ra hỏa hoạn. Nô tài có đích thân qua đây kiểm tra. Ở hiện trường có hai thi thể bị cháy, một thi thể là Tần Phụng, một thi thể là Lý Phi. Quách què, ngươi có biết năm xưa tại sao Ai Gia niêm phong lãnh cung này không? Điều này nô tài không biết. Nô tài cũng không dám hỏi. Ai Gia nghĩ chỉ cần niêm phong lãnh cung thì hồn phách của Lý Phi sẽ bị phong tỏa ở đây. Ả không bao giờ ra ngoài được, cũng không bao giờ tìm Ai Gia trả thù. Ả đã ở đây 7 năm. Nếu thay vào đó là Ai Gia, e rằng không thể lâu như vậy được. Ai đó? Nương nương, đừng sợ. Cửa này luôn bị khóa lại, không có cái gì trong này đâu. Có, Ai Gia nghe thấy tiếng gì đó. Nương nương không sợ chứ? Nhanh lên hồi cung. Nương nương từ từ thôi. Vạn tuế. Mẫu hậu, đã đỡ hơn chưa? Hoàng thượng không lên chầu sáng, đến đây để làm gì? Nghe nói mẫu hậu bị bệnh, trẫm đương nhiên phải đến thăm rồi.
Không sao, chẳng qua là nhiễm chút phong hàn. Ngự y đến xem rồi cũng đã kê đơn, không sao đâu. Mẫu hậu phải chú ý sức khỏe, tuyệt đối đừng để trẫm lo lắng nữa. Hoàng thượng có thể hiếu thảo như vậy, Ai Gia sẽ chú ý mà. Về làm việc đi. Dạ, nhi thần cáo lui. Quách què. Có nô tài. Sao người bất cẩn như vậy, để cho thái hậu nhiễm phong hàn? Nô tài đáng chết. Đứng lên đi. Tả hoàng thượng. Nghe nói tối hôm qua ngươi đã cùng thái hậu đến lãnh cung. Điều này. Thái hậu đến lãnh cung để làm gì? Hồi hoàng thượng, thái hậu kiên quyết muốn đi, nô tài không dám ngăn cản. Lãnh cung đã niêm phong 20 năm, ngoài tàn tích bị cháy rụi ra không còn gì cả. Thái hậu sao lại đến lãnh cung vào lúc nửa đêm chứ? Điều này, hồi hoàng thượng, thái hậu đến để truy điệu tỷ muội từng sống ở trong đó. 20 năm trước, trẫm tình cờ đi vào lãnh cung. Sau đó không bao lâu, thì lãnh cung đã bốc cháy. Chẳng lẽ người mà thái hậu muốn truy điệu là Tần Phi từng ở lãnh cung sao? Dạ. Chẳng lẽ là vì trẫm đã gặp sao? Quách què. Có nô tài. Người ở lãnh cung đó là ai vậy? Nô tài. Sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả trẫm cũng không được biết sao? Dạ không, nô tài không dám. Người ở đó trước đây là Lý Nương Nương ở Ngọc Thần Cung, bị biếm vào lãnh cung. Lý Nương Nương? Trong lúc bốc cháy, bà ấy có ở trong đó không? Dạ có. Hồi hoàng thượng, lúc đó Lý Nương Nương bị thiêu chết trong lãnh cung. Thái hậu Nương Nương với Lý Nương Nương tình như tỷ muội. Hôm qua là ngày giỗ của bà ấy cho nên mới đi truy điệu. Thì ra là vậy. Thảo nào trẫm chưa từng gặp lại vị Lý Nương Nương đó. Thái hậu niềm tình như vậy làm cho trẫm cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng trong bao nhiêu năm qua, tại sao lại không tu sửa chỉnh trang lại lãnh cung chứ? Hồi hoàng thượng, thái hậu Đương Đương vì muốn tưởng nhớ cố nhân nên mới hạ chỉ giữ lại hiện trường, đồng thời khóa chặt cửa lại không cho ai vào trong. Thái hậu tuy nghĩ đến tình xưa, nhìn lại tình cảnh đó chỉ tăng thêm thương cảm. Biết đâu bệnh của thái hậu chính là bộc phát tại đây. Quách què. Truyền khẩu dụ của trẫm, kể từ hôm nay tu sửa lãnh cung. Hoàng thượng. Sau khi tu sửa, không coi nơi đó là lãnh cung nữa. Hậu cung của trẫm tuyệt đối không có nơi vô nhân đạo như vậy đâu. Nô tài tuân chỉ. Đại nhân, Trương Long Triệu Hổ đã xuất phát đi đón Trần Lâm, Trần Tổng quản. Học trò cũng đã cho mời 4 vị Dương Mã Trương Triệu nói rõ thân phận của Thái Phi Nương Nương, đồng thời căn dặn 4 người này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Đúng là không thể tiết lộ chút phong thanh nào. Nhưng nơi cư trú của Trần Lâm cách kinh thành mấy trăm dặm, vừa đi vừa về e rằng phải mất không ít thời gian. Hơn nữa tuổi của Trần Tổng quản đã cao, không chịu nổi đường đi vất vả, trên đường về có lẽ là hơi chậm. Công tôn tiên sinh đoán thử lúc nào Trần Lâm mới đến? Tính từ hôm nay ít nhất phải 6-7 ngày. Thân phận của Thái Phi Nương Nương chỉ giấu được một thời gian, sau một thời gian dài dù sao cũng không ổn. Không sai. Xem ra bổn phủ phải mau chóng tiến hành chuyện bên phía Bắc Dương gia rồi. Khai bẩm đại nhân, bên ngoài phủ có người cầu kiến Triển đại nhân. Người đó lại Cẩm Mau Thử Bạch Ngọc Đường.
tại sao Bạch Huynh lại tới Khai Phong Phủ? Gặp Triệu Mỗ có chuyện gì? Người Bạch Ngọc Đường muốn tìm không phải Huynh. Nhưng người Bạch Huynh muốn tìm là Bao Đại Nhân. Tìm Bao Đại Nhân có việc sao? Bạch Mỗ đến đây là để tự thú với Bao Đại Nhân. Thảo dân Bạch Ngọc Đường khấu kiến Bao Đại Nhân. Ngươi đừng lên nói chuyện. Tạ Bao Đại Nhân. Ngươi tìm đến bổn phủ là để tự thu sao? Bạch Ngọc Đường đột nhập cung cấm lấy cấp ngọc bội, xin Bao Đại Nhân trị tội theo luật. Đại Nhân, Bạch Ngọc Đường chủ động hoàn trả ngọc bội, mong đại nhân minh giám. Triển Chiêu, ngươi không cần nói tốt cho ta. Tuy đã hoàn trả ngọc bội, nhưng trách nhiệm vẫn phải truy cứu. Nếu không, Bao Đại Nhân khó mà giao phó với hoàng thượng. Bổn phủ phải giao phó với hoàng thượng thế nào, không cần ngươi bận tâm. Hãy để bổn phủ hỏi ngươi. Ngươi có biết vào cung lấy cấp kinh nhiễu thanh gia, luận tội theo luật, tội đang chém đầu. Bạch Ngọc Đường nếu đã dám đến đây tự thú thì không sẽ chém đâu. Có khi phạch, nhưng mà ngươi biết là sẽ chết, tại sao còn đến đây chứ? Đại nhân, thảo dân không đến tự thú, đại nhân cũng sẽ giáng hải bộ công danh thông báo thiên hạ, bắt thảo dân quy án, chẳng hay có phải vậy không? Không sai, đây là chức trách của bổn phủ, là việc phải làm. Nhưng mà biển người mênh mông, giang hồ rộng lớn, nếu người muốn ẩn náu, muốn bắt giữ người chưa hẳn được như ý muốn. Tại sao ngươi lại đến đây để tự sa vào lưới chứ? Hảo hán làm việc hảo hán gánh, Bạch Ngọc Đường không muốn liên lụy người khác. Có phải là ngươi không muốn liên lụy huynh đệ kết nghĩa ở Hãm Không Đảo, hay là vì Triển Hộ Vệ, thậm chí là vì bổn phủ? Bao Đại Nhân, nếu Bạch Ngọc Đường đã tới đây tự thú, tại sao còn truy hỏi chuyện khác? Xin Bao Đại Nhân lập tức giam giữ định tội thảo dân. Không, Triển Mộ đã hứa với lão trang chủ tuyệt đối không bắt giữ ngươi quy án. Nếu vì vậy mà bị Bao Đại Nhân trách phạt, thậm chí bị hoàng thượng giáng tội, Triệu Mỗ cũng sẽ gánh lấy một mình. Triển Chiêu, cả đời Bạch Ngọc Đường này tâm cao khí ngạo, quyết không nhận chút ân huệ nào của người khác. Lấy cấp ngọc bội khiêu khích với người đều là manh động nhất thời. Hoàng trả ngọc bội là kính trọng hiệp phong nghĩa cốt của người. Còn chuyện tới đây tự thú, đó là ta biết mình có tội, ta cam tâm tình nguyện, không liên quan tới ai hết. Ngươi, đại nhân. Công tôn tiên sinh, bổn phủ biết định đoạt. Dạ. Bạch Ngọc Đường, người lấy cấp ngọc bội, đầu đuôi trong chuyện hoàn trả tự thú, bổn phủ đã hiểu hết rồi. Nhưng mà phải xử ngươi như thế nào? Sau khi bổn phủ suy xét, bổn phủ sẽ có quyết định. Trước lúc đó, ngươi phải ở lại trong phủ, không được rời khỏi, chờ lệnh truyền của bổn phủ đây. Thảo dân tuân mệnh. Đại nhân, vậy thân phận của Bạch Ngọc Đường là? Không cần giam giữ, không cần canh chừng. Nếu hắn có ý bỏ trốn, tại sao còn đến đây tự thú? Bạch Ngọc Đường, lời nói của bổn phủ đúng hay không đúng? Bao Đại Nhân minh giám. Dương Triều Ma Hang. Dạ. Dạ. Thu xếp chỗ ở cho Bạch Ngọc Đường, tiếp đãi chu đáo. Dạ. Tạ Bao Đại Nhân. Đại nhân định xử trí thế nào?
Bạch Ngọc Đường kia tuy hành sự khó hiểu, nhưng tấm lòng hiệp nghĩa của hắn không thể xem hắn như tội phạm bình thường. Bổn phủ lập tức vào cung diện thánh, cầu xin thánh thượng có thể khai ân đặc xá. Tạ đại nhân. Triển hầu về đừng vội cảm tạ bổn phủ. Bổn phủ sẽ làm hết sức mình. Chỉ sợ chưa hẳn là hoàng thượng đồng ý. Không được. Bạch Ngọc Đường đột nhập cung cấm thật ra là coi thường trẫm. Lý nào trẫm lại miễn xá cho hắn ta chứ? Hồi hoàng thượng, thật ra Bạch Ngọc Đường là nhằm vào Triển hầu về, không phải có ý bất kính với hoàng thượng. Hắn bất mãn với Triển Chiêu thì có thể đột nhập cung cấm của trẫm sao? Hơn nữa còn lấy cấp vật trân trọng nhất của trẫm. Ngọc bội đã được Bạch Ngọc Đường chủ động hoàn trả, giá lại không tổn hại gì. Vậy thì sao chứ? Nếu như Bạch Ngọc Đường chủ động đến đây tự thú, hoàng thượng có thể khai ân đặc xá không? Cho dù hắn chủ động tự thú cũng vô dụng, nếu không, không phải không còn quốc pháp rồi sao? Hoàng thượng, quốc pháp không ngoài tình người, dĩ tình độ pháp, dùng pháp trị quốc, đây mới là chân đế của quốc pháp. Thần khẩn thỉnh hoàng thượng pháp ngoại khai ân. Bao Chẩn, sao khanh lại nóng lòng thoát tội cho Bạch Ngọc Đường? Khanh xưa nay chấp pháp giữ pháp, chẳng lẽ muốn vì Bạch Ngọc Đường mà thay đổi sao?就好，自己快乐满意就好。